Nước này nó sôi rồi nha, cho nên mình sẽ bớt lửa thiệt là nhỏ lại. Để nhỏ thiệt là lửa. Bớt lửa thiệt là nhỏ lại và để nó trong vòng 4 phút thôi. 3 hoặc 4 phút thôi. Đó anh này nè. Nói. Cái này là trứng luộc nước hay nước luộc trứng? Trứng luộc nước. Hay nước luộc trứng? Nước luộc trứng. Hay là trứng luộc nước? Nước luộc trứng. Lấy nước mà luộc trứng. Mình đừng hài não tôi nữa. Hôm nay mình sẽ làm cái món thật là hấp dẫn nha mọi người. Món ngày hôm nay là trứng gà luộc lên lòng đào rồi mình ăn với lại gọi là mì xào nha. Nhưng mà trứng gà hôm nay mình sẽ làm theo cái cách của ai ta, của một người nào đó mình coi được trên mạng mà kiểu như làm để bán luôn á, làm mỗi trứng bán được tiền luôn mọi người, tức là trứng 3.000 thì làm ra bán được trứng 50.000 vậy luôn á. Hôm nay mình bắt chước mình làm hay thử coi có ngon như người ta bán không nha mọi người. Mình sẽ làm cái nước sốt để gọi là hồi chan lên cái trứng gà mọi người. Chan lên trứng gà nha, miếng tương ớt đi. Này làm theo cảm biến mình thôi chứ mình không có biết học ai hết á. Miếng tương đi. Cho tôi cái muỗng đi ơi. Đường nha mọi người. Đường cho nó ngọt ngọt nha mọi người. Đó. Đó. Rồi muỗng này mình sẽ quậy lên. Cho tôi miếng sâm giang vô đây đi, cho nó. Đúng rồi. Có mua không? Hả? Con chưa tới không? Đó, chưa tới. Trộn lên. Thì mình nghĩ là nó lòng đào rồi đó mọi người, cho nên bây giờ mình sẽ đi chắc nước và lột cái trứng này ra nha. Ngắm đá đi. Hay nghi quá. Okay. Bây giờ mình sẽ lột thử nha mọi người, xem nó có thành công là thành lòng đào không nha. Trời ơi. Rồi bể. Rồi, chưa hả? Lòng đào là đâu? Bể. Lòng đào là nó bể, khó lột. Nó bể nó còn chưa có chín cái gì. Ủa, cái gì vậy? Nè ba. Nhưng mà nó khó lột lắm. Nó khó lột lắm nè, đập đều vậy nè. Nó dính cái vỏ. Nè, được lòng đào nha. Cho dĩa anh em ơi, lòng đào anh em ơi. Lòng đào mọi người ơi. Thành công rồi mọi người ơi. Ok đó. Vừa lột vừa nhúng xuống gì nè. Cái này không còn thành lòng đào à. Lòng đào. Cái này chín rồi. Cái gì? Trứng này là cái trứng tét nha mọi người. Ủa ba trứng tét luôn á. Bể giờ hả? Có trứng nào 6-9 anh không? Bình thường nha. Đây, trứng này là trứng test nha. Một hồi mình sẽ test cho mình. Ê cái này cứng quá ông nội ơi. Hình như bên trong nó hết lòng đào rồi, bên trong nó chín rồi. Tôi nghĩ là chín rồi đó. Bên trong nó chín luôn rồi. Biết sao? Lòng đào có lòng đào. Để đó đi. Lọc cái lòng chính giữa. Đây mình làm này mọi người xem. Ý định mình vậy nè, mình sẽ xẻ nó ra vậy nè. Không. Xẻ ra là tự động nó sẽ. Rồi, thua rồi. Lòng đào đó. Không, nhưng mà lòng đào của người ta là nó nước hơn nữa. Vậy là luộc 2 phút 3 phút rồi. Ừ. Rồi này thì nó quá chín. Quá chín rồi. Nãy kia bỏ trứng sao đi. 1 phút rồi. Nè, cỡ 2 phút. Trứng luộc nước. Trứng luộc nước. Nước luộc trứng. Vậy mà mua chục trứng mới luộc lại. Trứng mới đi. Má này cũng được rồi. Nè ăn không, nè ăn đỡ ngán hơn kia. Cái kia là biết sao nó chẻ như vậy, chẻ tự nhiên hai cái kia nó mở ra luôn rồi. Đúng không? Nó mở bẹt ra luôn, rồi nước ở trong nó lỏng bỏng luôn. Anh coi trên mạng đúng không? Ừ. Trời ơi, biết rồi, biết sao không? Không có gì trên mạng mà có thiệt chứ. Thì cái này là cái hỗn hợp giữa tương ớt với lại đường với lại nước tương nha. Bây giờ mình sẽ đổ thêm cái chai sâm giang này nha. Sâm giang này thì ăn với mì rất là ngon. Sâm giang này, sâm giang x2, x3 gì đó cay lắm nha mọi người. Bỏ sơ tế vô. Sơ tế sơ hải. Nãy vậy nó đổ miếng nước kia vô cho nên nó hơi lỏng nha. Đổ sơ tế này vô. Bữa nay anh em mình ăn gọi là mì trộn với trứng lòng đào nha. Quá là vip. Giờ này món này ăn hơi bị no luôn. Vậy lên nha mọi người. Cái này chưa được kẹo lắm ha. Cho thêm đường vô trên đây. Có nước tương rồi. Rồi kẹo đó. Có màu đó. Rồi. Nếm ơi. Vô là đặc biệt nè. Bây giờ mình sẽ đổ cái này vô trong phần mì luôn nha mọi người. Vừa thôi để nó mặn. Vừa trộn. Gọi là mì trộn chứ không phải là mì xào nha mọi người. Mì trộn nó khác nha. Đổ đi Toàn, thêm đi Toàn. Đúng rồi. Đúng rồi. Tê quá. Thì đã bắt mắt gì vậy? Ôi Giờ ở dưới là nì, ở dưới chưa. Cắt hành vô anh em ơi. Cắt hành vô anh em ơi. Này là gọi là mẻ mới, mẻ hai. Của anh Phương luộc nha mọi người, anh Phương canh nha. Ngậm đá nha mọi người. Cái này chưa chín cái tầm sáu. Phải không ạ? Tại nó chín luôn rồi đó. Sợ nó chín nó cứng ngắt. Nó nứt rồi mọi người. Đó vậy. Thôi cô thử đi. Cô anh em ơi. Ngồi xuống đi. Anh em tin tưởng được không? Tin chứ. Bỏ đây rồi bỏ nước. Ok đó, thấy ok đó. Thấy cũng giống vậy á. Nó cũng mềm xèo vậy đó. Quan trọng là trồng đỏ. Lòng đào. Lòng mẹ bao la như biển. Rồi, lòng đào anh em. Lòng đào chắc luôn. Thấy không? Mình là biết rồi. Chắc mình xèo à. Nó mình chăng à. Hi, hello xin chào mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã TV. Hôm nay mấy anh em mình sẽ gửi đến mọi người một cái món ăn cực kỳ gọi là hấp dẫn, nhìn sắc. Đẹp mắt. À, thì ở trên bàn của mấy anh em mình đây là một cái mâm mì được trộn chung với những cái trứng gà mà được làm lòng đào nha mọi người, nhưng mà có trứng lòng đào, có trứng không, có trứng nó bể, có trứng nó vỡ đồ tùm lum hết trơn mọi người. Khó nhưng mà bữa nay mấy anh em mình sẽ gọi là trải nghiệm thử một cái món trứng lòng đào ăn với lại mỡ hành phi, rồi có một cái nước sốt nhẹ nhẹ nữa để mình chan lên rồi mình ăn chung với mì này là mì trộn với mì xào nha mọi người, để xem coi nó có ngon không nha mọi người. Tại vì cái món này hồi tối vô tình anh Phương anh gửi vô nhóm rồi mấy anh em thấy rồi thèm mọi người, rồi bắt đầu suy nghĩ là làm mì nó sẽ ngon nha mọi người, cho nên là hôm nay mấy anh em ăn. Rồi bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức với anh em mình cái món mì trứng lòng đào. Thì theo ý định của mình á thì nó sẽ là như vậy nha mọi người. Ê, mình sẽ xẻ nó vậy nè. Được không? Nó chảy nước, chảy. Gặp gái khu queo cười bệnh không? Đó. Béo bổ gì đâu. Nó phải là như vậy đó mọi người, xong rồi hành phi nè, không? Dắt hành phi lên. Đó. Cái combo của nó sẽ là như vậy. Rồi xong rồi húp một trứng này luôn rồi ăn kèm với một cái đũa mì. Nó vậy nó béo mà nó mình nhỉ thôi mình đã thấy nó hấp dẫn rồi mọi người. Mà chớ chiêu thay trứng vừa lột vỏ. Lột trứng không được. Bây giờ tụi mình dở cái này quá. Cho tôi miếng mỡ hành anh em ơi. Mỡ hành đi không? Mỡ hành lên đây anh em ơi. Hành phi lột. Trời ông nào ông gắt khục nữa. Chắc lời. Đó. Đó. Giờ dây. Dây vỏ luôn không? Khùng, tào lao. Múc đi. Rồi. Rồi nút trứng lên, quậy lên. Nút luôn. Rồi. Mời mọi người nha. Nút vỏ luôn. Rồi bỏ vô miệng luôn. Béo dữ gì trời. Bổ dữ dằn. Nó béo lên tới óc o luôn á. Nè nghe mấy tao béo luôn. Làm thèm mày. Mời anh em vô. Mọi người dứt trứng này thử đi. Mì để đồ mi vô mọi người. Đớp. Nè. Tôi tìm đôi đũa kìa. Ồ, sao lỏng lại. Rồi. Dứt. Mọi người review thử một miếng ha. Mì nè. Đây cái này sao ta? Nè cái này ai ăn đi rồi trải nghiệm thử một trứng này luôn nè. Đó. Dẻo kìa. Ha. Dẻo. Lắm. Em vừa chín không là có đâu. Rồi danh đi. Thôi mệt quá để tôi. Nhiều quá nhiều lại. Đợi cho anh muỗng đi. Đây mọi người mình làm trước cho mọi người. Anh em có nhiều có nhường lại hoài thôi để mình. Đây mọi người, trứng la cốt. Xin mời tất cả mọi người nha. Dứt. Trời ơi. Nghe tiếng hồi là thấy nó béo rồi ha. Tề tái chân hả? Đợi xíu làm đổ mì lên mọi người. Cái vị trứng nó rất là béo mọi người. Nó béo mà cái kiểu nó mịn luôn. Nó mịn nó trong cái trứng đó mọi người. Thêm nước cốt rất là vừa ăn nữa. Còn mì trộn thì quắt là ok à. Quắt cái ok luôn. Quắt ok à. Nhưng mà mình không biết làm sao mà để cho nó lột nguyên dạng luôn mọi người. Ta có cách lột mình. Mọi người có ai biết cái cách nào mấy phút sao nước sao mọi người chia sẻ cho anh em mình nghe, biết mọi người. Nghe không phanh bỏ giấm bỏ gì đó. Bỏ giấm bỏ đường nhưng mà cũng không gành đâu. Tới toàn nha. Đây. Đó. Nó nhiễu. Rồi dứt luôn đi, húp hết nguyên trứng luôn nha. Đây mời tất cả mọi người. Đi hụt hết em. Mời mọi người. Cái miệng nó trơn quá. Đi ăn tới miệng rồi. Còn hụt nữa. Nó béo. Cộng thêm tiếng sốt mọi người. Ngọt ngọt. Đây một nè. Còn nước cho mày luôn nữa. Nó dùm hấp này luôn. Trồng đỏ mà của hột gà là nó sẽ rất béo mọi người. Tới mình luôn rồi. Mà mình chứ không có chan nước sốt, mình chan nước này nè. Ơi, ớt không vậy? Ớt mới ngon, không có ngán. Nãy mày sắc ớt vừa ăn ớt đi. Ớt vừa. Thôi, thôi, lọc lử. Cho em xin miếng hành phi. Miếng hành phi á. Rồi. Tao mà ăn bằng lỗ mũi thứ vậy? Cơm lỗ mũi nha. Wow. Mày mày làm mày trộn. Giữ hương. Quặm nó không lạnh như. Món chầm quạp vậy. Này mà không nổi lấy cái chầm tiêu vọng vô, chậm hồi tự nuốt. Sao? Không nói được. Không nói chuyện được. Đồ hai mày dặn khều á. Dặn như cố vô. Tưởng mứt ban kia không. Nói chung là ngon lắm mọi người. Mà nó có vị cam đen nó hơi cay cay. Ok lắm. Đấy, ngon lắm, mọi người ăn thử đi. Ngon. Đây, tới ăn sang mọi người. Mình là vừa có mì, vừa có trứng, vừa có rau, kim châm, đầy đủ mọi người. Gắt cái miếng hành phi nữa. Đủ vị luôn ha. Đây, vô, múc ăn. Nếp nha. Ngày gột nghe đã lỗ tai luôn. Nó có nó thơm mùi tam giang á. Yeah. Có độ cay ngon lắm. Này là chơi với anh ba vậy nè. Chén nó luôn vậy? Rồi. Béo á. Chén miếng nước đó, miếng sốt hả? Đây nó đổ. Rồi dứt. Hành phi đâu? Hành phi đâu? Dứt. Mời tất cả mọi người nha. Quá tuyệt vời. Đủ dinh dưỡng luôn. Dư luôn. Mà ăn nước lạnh. Cay cay hơi sữa mũi xíu. Béo ngon hơn. Có vị sốt tam giang nó hơi cay với sạch tế. Có sạch tế không? Có. Nó cay vừa. Ngon miệng nha mọi người. Tới mình nha mọi người. Đâu mình kiếm cái dít lên giùm em ơi. Tiếp tục đoạn đường quá dít. Mình cũng giống anh ba nha. Lên. Ê, giữ thằng bằng từ từ em giữ thằng bằng cái. Không được đâu nó trơn lắm. Chít một chít không. Từ từ đừng chít. Cho miếng hành phi lên đi. Đâu hả? Với anh ba. Hành phi đâu? Rồi chan miếng nước sốt lên giùm đi. Không đâu. Anh em hỗ trợ tôi nhiệt tình. Ê đừng ê gớt. Nước sốt chưa đủ đó, nước sốt chưa đủ á. Từ từ nha để mày bê bình nín thở đây, nín thở mày ăn này. Muốn ăn gì áp lực vậy? Mời tất cả mọi người nha. Lộm. Hấp vô. Không bự lên. Trời ơi, béo. Tới mép luôn rồi. Đã. Quá tê đúng không? Cá một cái nó thì cái mép. Nó béo mà nó béo ngậy mọi người. Hột gà mới ăn được nha. Hột vịt đừng luộc lá cót ăn nha mọi người. Trời vịt hứa được lá cót ăn được nè. Trời lại luôn á. Mì thì nó vừa ăn. Nó mặn ngọt. Có mùi sâm giang nó cay. Lá cót có hại hả ta? Tanh hột gà. Hột vịt ăn lá cót thì nó tanh mọi người. Hột gà thì ăn béo bổ. Mà gì cũng vậy, nhiều quá thì nó không tốt. Ăn vừa nhiều phải rồi. Vừa phải thì nó ngon, nhiều quá thì chắc chắn nó không tốt rồi. Không tốt ít, nhiều quá thì lạm dụng. Nãy giờ chưa ăn thử cái trứng bình thường ha. Ngon quá, béo. Ngon mà béo mà. Thử trứng bình thường ha. Béo hơn là trứng lá cót. Bình thường cũng phải chan với đúng không? Đúng rồi. Mà mọi người ăn thử trứng không phải bình thường mà là nó lá cót hơi. nó chưa nó hút cái là cót, chúng ta là có thời nó hút cái là cót nha mọi người. Đó, nó đã đặt rồi, mời mọi người nha. Nó béo, nó không có nước. Anh em ăn nhiệt tình nha, thấy vậy chứ nhiều lắm nha. Hồi nãy á mọi người là hồi nãy tính nấu hiềm 2 gói nữa đó, mình nói thôi được rồi, tại vì đấu mắt. Tổng này biết nhiêu gói, 10 gói á. 10 gói mì đó mà còn đòi nấu hiềm tại vì nãy nhìn thấy nó ít. Nhưng mà chắc là mì này nó nở ra, ăn xíu là no rồi. Đúng rồi, tại nó mắt gì á. Đói lửa con mắt á, nhìn thấy nó ít nhưng mà chắc nó nhiều lắm. Được rồi. À nó đói mắt chưa? Nhắm mắt rồi, đói cái bụng. Còn mày đâu có thấy đâu mà đói cái bụng. Chắc họ kêu anh Kiệt lại bây giờ đó. Kiệt gì bụng? Gì? Kiệt gì cũng bắt. Ngon mọi người, chan với nước sốt ăn đã mọi người. Ăn cái trứng nó ngán luôn rồi. Giờ nó ngậy á, nó ngậy quá nó ngán. Tôi cho ăn cay dở quá. Nó ngấy nó béo ngấy. Thấm cái cay rồi. Cái này là ăn thì nó có mùi vị ngọt ngọt. Ngọt vừa không ngọt quá. Cay, cay là cái đặc biệt nhất. Nó mặn mặn. Nó thơm thơm. Ăn trứng vô thì nãy giờ nó nhắc nhiều lắm rồi, nó béo lắm. Nó béo rồi cái mùi trứng gà, cái mùi đặc trưng này, hầu như là ai cũng biết cái mùi trứng gà rồi mọi người. Chưa ai mà không biết mùi trứng gà hết. Tổng kết lại là món này rất là ngon. Mọi người có thể làm ăn thử tại nhà nhưng mà là ăn ít thôi. Đừng có ăn nhiều trứng gà quá cũng không tốt. Ăn ít quá cũng không tốt. Lâu lâu ăn. Nhưng mà này mà làm không cay nữa là khỏi ăn. Đúng rồi. Ngán, không cay là ngán lắm á. Phải làm cay mới đã. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video ẩm thực mukbang trứng gà lòng đào của mấy anh em mình nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay, ngon, món ăn này hấp dẫn, để lại cho anh em mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mấy anh em mình được 700.000 người đăng ký nha. Cũng lâu lắm mà chưa có đạt được cột mốc đó mọi người. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người á. Bye bye.